câu mực á. Đây, có chiếc xà lan đang qua cua đây. Dữ rồi, nạp ra dữ rồi. Nước giá này rất là lớn nha các bạn, càng lớn nữa. Rồi, bơi ra sát cái này luôn. Vỏ Camposite, vỏ cầu hến đó. Đang qua cua. Đây có cái vỏ Camposite đặt máy trong nha các bạn. Đây. Máy chạy ra khói quá trời luôn. Chạy cho mà không đi đâu cũng chơi những biết. Chụp cối dữ rồi. Dạ khó quá trời luôn rồi các bạn. Giờ khó quá trời luôn rồi các bạn. Bao cua kìa, không sao. Thà lấy bao cua kìa. Thà lấy bao cua kìa. Về chạy và chị đang lấy các bạn. Lên ga bằng giò luôn rồi các bạn. Rồi, qua lăng ra trời, qua lăng ra thấy lực ra. Đây có chiếc ghe qua cua để xịt khói luôn. Đấy là bà chị lấy các bạn. Nó dữ luôn. Máy chạy ra có dữ thằng cũng biết. Ghe này chạy đá rồi các bạn. Nguyên gia đình ở trên ghe luôn. Thì có một chiếc xà lan siêu to. Rồi cô xà lan quá bự luôn.
Dưới này mỏ neo với nó lục bình nè. Quá trời luôn, một đống luôn. Trời ăn quá dài. Đặt hai cái máy bơm hai đầu luôn. Hôm sau một cái. Trước cái nữa đây.